đây là xe lăn bốn cầu láng. Tại sao gọi là láng? Tại vì ở đây nó có bốn cái quả cầu này và nó láng trơn mịn, nó không có gai. Đó, thì nó cao là 10 cm và dài 10 cm, rộng 8 cm, nặng 173 g. Chất liệu nhựa cao cấp và quả cầu này là nhựa hoặc là sừng. Công dụng của nó là lăn trên vùng lưng, bụng, đùi, tạo cảm giác dễ chịu, làm máu huyết lưu thông, thư giãn, làm mềm cơ, giãn gân cốt, làm tan mỡ bụng của thính dương. Thì các bạn lăn như nào? Các bạn cầm như này, các bạn lăn này. Thì xe lăn 4 cầu láng này nó rất là êm và dễ chịu, cảm giác rất thoải mái. Cái này thì dùng trong các tiệm massage để thư giãn thì thật là tuyệt vời. Đó. Sau khi các bạn dùng cái xe lăn 4 cầu gai xong rồi thì cái này các bạn lăn lăn khắp vùng trên lưng. Sau đó chúng ta để cho hai cái quả cầu này, 4 quả cầu này nó lăn dọc hai bên cột sống. Rất là êm ái, dễ chịu và thoải mái. Mình không những mình lăn trên khắp vùng lưng, vùng bụng và mình lăn trên vùng tay, cẳng tay, mình cánh tay này nữa, cảm giác rất là thư giãn và rất là êm ái, thoải mái. Thì cái tác dụng lớn nhất của cái thằng lăn này là gì? Là thư giãn massage này, làm mịn da này, rồi giúp giảm đau, làm khí huyết lưu thông. Đó, thì các tiệm massage không thể là thiếu được cái cây lăn này.